Lấy là từ Tây nó có giấy tờ. Cứ tuần nó đi khám bệnh, nó có giấy tờ. Rồi Bình Khang, rồi đó. Rồi ông Diệm á. Nó có một đùm bong bóng, nó sụp lên sụp xuống, ngày con nhảy giật. Trong bong bóng nó có cái phiếu, thấy không? Trúng cái gì vậy đó, vui lắm. Thành ra tụi nó càng lên đó, dân giang hồ phần nhiều, Melody. Hồi xưa khi mà không có điện thoại, không có mạng, chỉ có dịch vụ là xem kịch rồi này nọ thôi. Thì lúc đó, thời đó thì với trẻ thì ăn chơi những thú chơi nào chú? Thì hồi đó là nắm là phần nhiều là nhảy đầm. Nhảy đầm. Ghiền lắm. Tối vừa đèn mở là kéo nhau đi nhảy đầm. Hẹn nhau, nhảy Melody hay nhảy đâu vậy. Nhưng mà nó chạy xuống cho biết. Bây giờ tối nay tụi mình đi nhảy đâu vậy đó. Rồi sửa soạn đi. Là bây giờ các điều nhảy đều là chú được thuộc hết. Thuộc hết. Mỗi tối mỗi nhảy mà ngon. Ví dụ như là việc nhảy đầm như vậy thì có uống rượu hay gì không? Có. Thì tại vì cái bàn mình thì mình kêu. Mỗi cuộc chơi vậy khoảng tống bao nhiêu tiền chú? Hồi đó tiền thì nói thẳng là chú không có tốn. Chú không có tốn tiền. Thì chú với thằng Đại ở đâu? Bị thằng Đại nó có bàn. Ở đâu có cái bàn của nó, 6 cái ghế, vậy khỏi tốn tiền. Cái ngày đấy thì chú ở Sài Gòn ấy có những cái chỗ nhảy đầm nào không? Nghĩ hồi đó là nhảy vui nhất là Melody. Ở chợ lớn á, Melody vui nhất. Vì ở đó đó, một tuần nó có giật bong bóng. Nó có một đùm bong bóng, nó sụp lên sụp xuống, ngày con nhảy giật. Trong bong bóng nó có cái phiếu, thấy không? Trúng cái gì vậy đó, vui lắm. Thành ra tụi nó càng lên đó, dân giang hồ phần nhiều, Melody. Nó gần Đại Thế Giới không ta? Gần. Dạ, chỗ cái đỉnh Đại Thế Giới. Nó gần đó thôi. Chứ nó Melody. Tối là kéo vô nhiều không? Anh em giang hồ giờ mặt rằng không? Cái Melody đó là chủ là ai? Chủ thì chú không biết đâu, nhưng mà chú biết là người Tàu. Lúc đó mình chơi khoảng từ mấy giờ tới mấy giờ là mình nghỉ? Ở chơi tới 12 giờ khuya. Là Sài Gòn bắt đầu là thấy vô tới tối eo rồi đó. Tối eo là 12 giờ là tất cả đều nghỉ. Là kéo nhau đi về đó. Vui lắm. Đi lang thang ngoài đường không có ai đó. Rồi xe gắn máy tụi nó chở nhau. Hồi xưa là ngồi cái việc nhảy đầm đó chú. Thì còn cái chuyện mà gái uống rồi hồi đó dữ không? Gái dữ không? Nhưng mà không có chơi bậy. Thiếu gì gái. Chơi dân sang có tiếng. Giang hồ có tiếng thì mình chơi dân có tiếng. Địa điểm gái hả? Hồi đó địa điểm ở Tân Thuận. Kêu bằng nổi tiếng luôn á. Kêu gái còn gái mà đời ấy thì gái Bình Khang. Bình Khang là Đại Thế Giới đó. Ở đó nó gọi là Bình Khang, nó chơi bờ có giấy tờ. Là lúc trước khi giải phóng là lúc đó là cái việc mại dâm là được phép rồi. Nhưng mà cái đám có giấy tờ. Đời trước á, đời Tây á, sau này không có đâu. Kêu bằng gái Bạch Đền đó. Gái Bạch Đền. Gái đời Tây nó có giấy tờ. Cứ tuần nó đi khám bệnh, nó có giấy tờ. Rồi Bình Khang, rồi đó. Rồi ông Diệm á. Vậy là hồi đó cũng văn minh rồi. Cái việc mà mại dâm là được phép. Được phép, giấy tờ. Rồi sau đó nhưng mà ví dụ con thấy có cảm tình thì con cho thêm nó hơi gì. Chứ cái giá của nó là nó quy định vậy thôi. Là có phòng riêng hết luôn. Gọi là khu đèn đỏ ở khu vực Đại Thế Giới. Còn hồi nó có tiếng gái là gái Tân Thuận. Rồi gái có tiếng gái Bình Khang. Bình Khang là gái có giấy tờ đó. Còn gái Tân Thuận là không có giấy tờ. Lộn sang câu. nó cha nó miên, nó lai, nó vua ăn trộm nổi tiếng thôi, ăn trộm á, sau này ăn cướp luôn. Mấy em út mà, trời ơi, ở tù chung nó nghe chú vô cái là nó đi cầm chai thuốc, lúc đó nó nghe chú bị đánh rồi bên bệnh á, bên công an á, giải chú qua rồi nó cầm chai thuốc nó đón chú, nó ôm chú, nó dẫn lên y tá chích, nó cho y tá tiền, ê cho y tá gói thuốc 3/5. Em biết anh bị, em út mà, nó rất là dễ thương, nhưng cái nghề nó là một nghề phước quỷ nhập thần hay. Bữa nào mày dẫn anh đi mày nó không đi mình à, nó 2 cây súng, 1 cây trong rất 1 cây bụng đó, nó bắn lộn với tụi bé đen, đưa tay nó bị bắn trên đầu viên với bụng viên, dí nó vô tới bây giờ là nhà thương Nguyễn Học. Hồi xưa đó là sân vận động, ở sau đó cây điệp đó là nhà xác, nó vô đó núp, nó bắn qua bắn lại, nó hết đạn, đưa tay đầu hàng, nó giục súng ra đường đó, nó mạnh lắm á. Điền Khắc Kim nó rất là dễ thương, mà người ta đặt là Bạch Hải Đường. Nhưng cái tướng cướp Bạch Hải Đường này ngày xưa của Tàu, hồi xưa cái dư âm còn lại là của Trung Quốc, Tàu, Bạch Hải Đường. Rồi sau này người ta đặt nó là dí nó là như Bạch Hải Đường, cái nó Bạch Hải Đường chứ nó Điền Khắc Kim. Nhà nó có 5 chồng chó nè, ông già nó lính, ông già nó miên, nó lại miên.